Sau nửa năm Phi Nhung qua đời, cuộc sống Wendy thay đổi chóng mặt, có một điều liên quan đến mẹ ruột gầy xót xa. Tính đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Phi Nhung đã qua đời được hơn 5 tháng và nhiều người vẫn không khỏi tiếc thương vì sự ra đi quá đổi đột ngột của cô. Còn nhớ thời điểm hay tin mẹ mất tại Việt Nam, con gái cô là Wendy Phạm đã khóc rất nhiều và liên tục đăng tải hình ảnh mẹ Phi Nhung lên trang Facebook cá nhân có không ít bình luận lo lắng cho tinh thần và sức khỏe của Wendy. Song cách đây không lâu, cô nàng vừa thông báo chính thức trở lại với công việc y tá tại bệnh viện. Cô viết, hôm nay là ngày đầu tiên Wendy đi làm ở một nơi mà Wendy biết mẹ sẽ rất vui nếu mẹ vẫn còn ở đây. Thường mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Wendy sẽ nhắn tin cho mẹ và gửi cho mẹ một bức ảnh. Mẹ thường trả lời lại, lái xe cẩn thận đến nơi làm việc, mẹ đang làm việc ngay bây giờ, mẹ nhớ và thương con nhiều ngoài ra wendy cũng tiết lộ thêm rằng cô vẫn chưa thể bỏ được thói quen nhắn tin tâm sự cùng mẹ mỗi ngày đặc biệt hơn là chỗ làm của cô hiện tại vốn là do cố ca sĩ phi nhung lựa chọn nên mỗi ngày khi đi làm wendy đều không ngừng nhớ đến hình ảnh và những lời dặn dò của mẹ phi nhung để trở lại với công việc wendy phải gửi bé nicolai ở nhà trẻ vì không có ai trông chừng con Giờ đây khi đã làm một người mẹ, Wendy dần hiểu hơn về những cảm xúc mà Phi Nhung đã trải qua khi phải thường xuyên vắng nhà đi lưu diễn. Thêm một thông tin khác, vợ cũ của ca sĩ bằng kiều là Trissy Phương Trinh đã đăng tải nhiều hình ảnh đáng yêu khi dự sinh nhật cháu gái. Đáng nói Wendy Phạm cũng xuất hiện trong tấm hình và nở nụ cười rất tươi. Được biết con gái Phi Nhung còn cùng chồng và hai con đến dự buổi tiệc này. Wendy Phạm đã không nối nghiệp ca sĩ của mẹ Phi Nhung mà thay vào đó lại lựa chọn theo ngành y. Cô nàng có thành tích học rất xuất sắc khi tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá ở Mỹ và hiện đang làm việc cho một bệnh viện nổi tiếng. Lúc còn sống, Phi Nhung thường xuyên được con gái hiếu thảo bằng cách mua và tặng cho cố ca sĩ những món quà đắt tiền. Trong gần 6 tháng qua, Wendy đã dần thực hiện được hết các di nguyện của mẹ và thường xuyên cập nhật cho công chúng cùng biết.